Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay HNT vừa luyện chiêu thành công cho một cái bé người ta gọi là ông đĩa bụng bự các bạn ạ. Đây, với một cái thân hình vô cùng là to lớn và hổ báo luôn. Lượng sát thương được cộng thêm đó chính là 147.000. Wow, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đem cái ông đĩa này đi biểu diễn cũng như là review cho các bạn xem sức mạnh khi mà cái chiêu đã được luyện xong nha. Lôi ông đĩa ra cái nào. Ten. Hiện tại ông đĩa đang level 32, mình sẽ nâng lên một xíu nha. 33 nè, 34 nè. Không biết lên 35 nổi không? 1, 2, 3. Oh yeah, max level. Quá tuyệt vời khi ông đệ của chúng ta hiện tại là level cao nhất rồi. Và kèm theo cái ngưỡng sức mạnh mới đạt được của ông ấy nữa thì không biết là sẽ ra sao. Đây. Wow, mới bước vào thôi. Để xem một mình cân 3 nổi không nha. Wow, 2600 luôn các bạn. Maximum lượng sát thương luôn. Nhưng mà cái chiêu đó chưa được xài. Cái chiêu đó đang bị giảm sát thương thôi. Ơ, không ổn rồi anh ơi. Ông già ông ăn hiếp em, ông đau quá to luôn. Đam gì mà kinh khủng vậy, ai mà chịu cho nổi chứ hả? Wow, anh bạn rapper của chúng ta đeo nguyên một cái sợi dây xiềng. Ôi lộn, dây xích các bạn ơi. Dây xích mà nó càng còn kèm thêm ổ khóa nữa. Bó tay con này luôn. Không thể tin được. Đúng là nhiều cái con rồng mà dạo này nó mang xiềng xích ghê, nhìn hổ báo quá cơ. À, bây giờ thì chúng ta đang đến với anh bạn chiến binh băng. Nhưng mà cái con này đang lót hình ảnh, chưa thấy được cái bản mặt của nó luôn. Wow. Rồi, bây giờ thì cho ông đẻ ra nè. Thì chiêu đã được luyện thành công. Ngư Lai thần trưởng. Ôi trời ơi. Hơi bị nhỏ chút xíu. Hơi bị nhỏ xíu rồi các bạn ơi, nó quất tắc thở nữa rồi. Cái gì đâu mà nó mạnh kinh khủng ơi, không biết. Wow, và các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy bấm subscribe nha. Đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để HNT ra video thì mọi người sẽ đều nhận được thông báo và vào chơi với HNT cho vui nha. Và lịch up của mình đó là 11 giờ trưa và 5 giờ chiều mỗi ngày. Mong các bạn hãy theo dõi, ủng hộ. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một thành viên level 57. Wow, trận này thì hơi bị vui đây. Chúng ta đang đến với anh bạn sọ rồng. Dây xích được quấn quanh người luôn lúc nãy. Đó là cái con rapper, một ca sĩ rồi là độc rap nổi tiếng thì mang dây xích trên cổ. Còn cái này thì dây xích nó quấn đầy người luôn. Nhìn rất là hầm hố nha. Ôi trời ơi, quá đã. Lượng sát thương cực khủng luôn. Và hai ông đệ nè. Wow. Tính ra là mình tem bảng đam có 17 thôi, nhưng mà chúng ta đam lên tới 20 mấy. Mình trên tem bảng tầm khoảng 5.000 máu. Wow. Cái gì ghê vậy? Mới bắt hơi nhẹ cái con kia có con cái thôi mà chúng ta bị mất hết một lượt đánh, cho nên chúng ta bị thua máu so với cái em baby nhỏ bé này. Bây giờ đến anh bạn gọi là cướp biển dùng cà ri dê. Wow, bé này thì dường như nó chưa luyện mát chữ, nó mới tới chữ B trừ thôi. Lượng máu khá là thấp luôn. Và cái ông đệ của mình thì hình như là máu lên tới 61. 61.000. Nếu như mà nó được lên một ngôi sao chắc là lên tới 69. Anh ta đoán là vậy. Nhận được thêm 4 viên game nữa nè. Game là một trong những cái thứ mà phải nạp tiền vô mới có. Và cày cuốc thì kiếm nó cho giống như là người ta nói tiền vô như nước sông Đà, còn cái này thấy tiền vô giống như giọt cà phê phim vậy. Nó cứ vô từng giọt miết mà mỗi lần xài là tốn cả mấy trăm game. Ôi trời ơi. Rồi, bây giờ thì cuộc chiến đối với ông đệ bụng bự sẽ solo với cái con rồng. Con rồng vàng khè luôn. Xung quanh người còn có cái nổ khí xung thiên màu xanh lè nữa. Mà tính ra mình thì mình thấy cái màu vàng nó rất là đẹp và óng ánh luôn. Wow, Kisper, hai ông đĩa đấu với nhau. Nhưng mà mình đang bị thua thiệt về cái lượng máu, nên chắc có lẽ là chúng ta sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của Thánh Hỏa nha. Wow. Oh my god, nó đam tới 48k luôn.
phải nói rằng lượng sát thương cực kỳ khủng khiếp các bạn ơi. Đừng có đam quá cơ, đam vừa vừa thôi để cho người ta còn ra hốt nữa. Đam dày ai mà chịu cho nổi. À, Lightstar, ngôi sao ánh sáng, đúng như cái tên nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Wow, victory rồi. Bây giờ chúng ta còn một thành viên level 58 và mình hiện tại là level 57 luôn các bạn ạ. Chỉ level 57 thôi. Cái gì đây? HDN1. Nghe giống như là cái bệnh cúm gà vậy. Cái bệnh cúm gà, cái đợt dịch rồi là năm 2000 mấy, quên mất tiêu rồi. Nhưng mà hát tôi nhớ cái đợt đó là gà chết rất là nhiều luôn. Ok, wow, xung gì trong người cái con này, nó giống như nó có một cái bầu trời nhỏ, mặt trời nhỏ trong đây vậy. À, xung quanh thì được lắp bằng đá luôn. Wow, xung quanh người còn có thêm nộ khí xung thiên nữa. Một cái làn khói giống như là khí công khoai lang được tỏ ra vậy, nhìn rất là ấn tượng. How to hit nè. Một em. Tên bạn có 3 con H luôn nha các bạn. Không phải dạng vừa đâu. Tem bạn là một cái dạng siêu là mập mập cũng như là khủng khiếp đấy. À, cho robot hủy diệt ra đi. Xem lượng đam đến từ chú ấy thì sẽ được bao nhiêu nè. À, trận này thì giết 2 con Heric rồi. Nếu mình đổi con này vô, mình cho con Heric ra nữa là tem bộ 3. Bộ 3 hack đi chiến đấu. Ok, để hết hiệp này nha, hai người sẽ ra cho cái bé này đi vô. Đó, bây giờ thì giác nó ra nè. Wow, 22k. Cái gì mà vẫn còn thiếu chút xíu cho anh. Cái chiêu này em luyện maximum rồi đó. Cái chiêu này là luyện dữ lắm luôn rồi đó. Vậy đó mà nó không cho. Ôi trời ơi, gì mà vẫn còn chút xíu máu để sống. À, bây giờ mình sẽ cho cái bé này vô nha. Đây, 3 con Heroic, 4 con, ôi tính là mình được 4 con chứ. 4 con Heroic các bạn à, không phải 3 đâu. Wow, tính ra đó là chơi đến tới bây giờ là cũng khá là lâu rồi. 1 tháng thì chúng ta nhận được có 1 con thì phải. À, bây giờ thì xem sức mạnh nè. Dẻ bua, quá chuẩn luôn, 39. Khi mà không được đam mình đam tầm khoảng 22, nhưng mà khi được đam mình đam lên được tới 39k. Lại cái nữa là 36. Wow, xem gọi là một mình ông đệ cưng nổi 3 đứa không nha. Ôi, mình chắc thấy không ổn rồi. Ồ, oh yeah, được đam luôn nè. Lên dĩa. Không được, có chút xíu thôi. Chúng ta cần có chút xíu nữa thôi các bạn à. Nhưng mà không được là đã không cho luôn á. Ờ, còn cái con Zubi Boy nữa. Trong đây là mình rất là khoái con Zubi Boy luôn. Giác chú ấy ra mà chú ấy chưa được bào chiêu nào hết. Rồi đem chú ấy đem cất vô. Ôi, cuộc sống như vậy. À, mình đi thu hoạch xíu nha. Đang có khá là nhiều vàng. Wow, và chúng ta cần một ít thức ăn nữa. Đó. Khổ lên xem nào. À, và các bạn hãy để dành vàng và nhớ nha, bấm vô cái chỗ này nè. À, nhiều bạn chơi và quên mất cái bước này, nó sẽ giúp cho các bạn vàng tăng lên rất là nhiều luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào chơi Advent nha các bạn. Wow, lết lên nè. À, hiện tại thì cái Advent này đang khá là thú vị luôn. Chúng ta sẽ sở hữu được cái em này và HT không biết đó là lấy kịp không ta. Wow. Ôi trời ơi, bước vào khu vực chiến đấu luôn nữa nè. À, có cái con rồng băng nữa. Con này khá là đẹp. Rồi, bây giờ ông đẻ ra thể hiện tiếp nha. Action. À, và các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh HT Channel thì nhớ bấm subscribe nha. À, hãy đăng ký và mở thông báo thành cái chuông lên để HT ra video thì mọi người sẽ nhận được thông báo và chơi với HT cho vui nha. Ok, và đừng quên một like ủng hộ với. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với anh bạn băng đầy người. Wow. Đó, mình khều có 1 cái thôi, mình chưa kịp khều cái thứ hai luôn á. Tiếp theo đó thì tốn có một. À, thôi, chúng ta chắc chờ 2 tiếng đi ha. Cái vụ này nó hơi bị tốn kém xíu nữa. Ok.
Và vàng mình còn khá là nhiều luôn. Wow. Và mọi người thích mình làm về cái game gì hay là muốn mình chơi cái con rồng gì thì hãy comment trực tiếp bên dưới video nha. Anh ta sẽ review rồng mới cho các bạn xem cho vui. Và ở đây có nhiệm vụ đó là các bạn có thể kiếm được thức ăn bằng cách xem video quảng cáo. Anh em nào có cần thức ăn thì cứ cày video quảng cáo là cũng có. Và video đến đây thì cũng đã khá là dài rồi. Anh ta xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.